Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 30 tháng 7 năm 2021 tại khu cách ly phường Tân An, Hậu An, Quảng Nam, vì trong khu phong tỏa thầy Đại Đức Thích Tông Lư, Facebook Vũ Tâm không vô được nên con xin thay mặt để tặng một tấn gạo cho bà con khó khăn trong khu cách ly phường Tân An. Đây là những phần quà ý nghĩa tình của tu viện Quán Đức trao tặng. Chúng con xin đảnh lễ tri ân hòa thượng viện chủ và thượng tọa trụ trì và ban từ thiện của tu viện Quán Đức thành phố Mê Bình Úc. Kính chúc Đi Đôn Đức pháp thể kinh an đồ thọ viên trường. Kính chúc quý thầy đồ thọ viên trường. Kính chúc quý Phật tử vô lượng an lạc. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Di Đà Phật. Đứng xa xa ra mới hoài chứ không?